Chị hai xuống quá à, lúc nào cũng có bạn nam theo đuổi. Cái này là của ai đây chị hai, cua teo quá. À, cái đó là của Hải á. Hải khối trên hả chị? Đúng rồi, Hải tặng chị á. Tại sao cái gì chị cũng hơn tôi, ngay cả anh Hải chị cũng cướp của tôi. Chúng ta là chị em sinh đôi, tại sao chị ta lại có tất cả, còn tôi thì không? Được rồi, cái gì cũng là của chị ta, thì mình sẽ giành lại cho bằng được. Cô gọi tôi ra đây có việc gì? Anh làm khuôn mặt của chị ta thật là xấu xí, khiến ai nhìn vào cũng phải ghê sợ cho coi. Nhưng cô ấy là chị của cô mà. Tôi bảo thì cứ làm đi, làm tốt cô trả gấp đôi. Chị hai ơi, nay mình đi đường này về nhà nha. Được rồi, cũng lâu rồi chưa đi đường này. Thôi đi đường này về luôn. Mi, Mi, em đâu rồi? Anh là ai? Sao anh lại? Chào em gái, trông em cũng xinh nhờ. Anh tính làm gì tôi? À, cứu tôi với! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể phục hồi được phần da bị tổn thương. Không, không thể nào như vậy được. Gương mặt của tôi. Mi, Em xin lỗi. Chị không sao đâu, em không có lỗi gì hết á. Chị hai, chị nằm nghỉ ngơi đi, em đi mua cho chị chút đồ ăn. Được rồi, chị cảm ơn em nha. Để tôi xem cô còn giả ngây ngô đến mức nào nữa. Chào hay mới bắt đầu thôi. Cô em gái thân yêu à. Làm tốt lắm, tôi không ngờ anh lại làm tốt đến vậy. Đây là gấp hai số tiền, anh cầm và câm miệng lại, hiểu chưa? Tất nhiên rồi, tôi sẽ dám đụng đến cô. Cái chị ruột mình, cô còn dám, huống chi là tôi. Biết điều thì tốt. Chị hai, chị đỡ hơn chưa chị? Chị cũng ổn rồi, không sao đâu. Cảm ơn em đã bên cạnh chị lúc này nha. Dạ, em là em gái của chị mà. My à, chị không thể đến trường với bộ dạng như vậy. Chị không biết làm sao để gặp Hải cả. Em có thể giúp chị không? Nhưng mà Coi như chị xin em đi My. Chúng ta là chị em sinh đôi mà. Chỉ cần em thay đổi kiểu tóc thôi thì sẽ không ai nhận ra hai chúng ta cả. nếu chị là em, chị sẽ bị người ta ăn hiếp và trêu chọc. Chị không sao đâu, chị giờ còn gì để mất nữa chứ. Chị nhớ là em cũng thích Hải lắm đúng không? Nay em thay chị chăm sóc cho Hải nha. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, vậy cũng được chị hai. Chị hai, bây giờ Hải qua đón em rồi, chị nhớ phải diễn cho tốt vào đấy. Chị biết rồi, em nhớ chăm sóc Hải thật tốt nha. Tất nhiên rồi, em sẽ làm tốt hơn cả chị yên tâm. Vậy thì tốt rồi, kìa Hải đến rồi kìa, em đi đi. Chị đi sau nhớ cẩn thận vào đấy. Chỉ cần vài hôm nữa thôi thì chiếc mặt nạ này. Em gái thân yêu à, em định hại chị à, không có dễ đâu. Rồi chị sẽ cho em biết cái cảm giác thế nào là bị cướp đi người mình yêu. Gieo nhân nào gặp quả đó thôi em gái à. Hải ơi, anh nghĩ sao về Mỹ em gái của em? Anh chả thích xíu nào. Không, My là một con người thâm độc. Anh ấy sợ mỗi khi ở bên cạnh cô ta. Tại sao anh lại nói tôi như vậy chứ? Tuy, em nói gì nãy giờ? Anh nói chào My mà. Này em sao vậy? Dạ em không sao, em của em không phải là người như vậy đâu. Anh đừng hiểu nhầm con bé nha. Thôi, không nói về My nữa. Em muốn gì gọi đi. Em một nước cam. Không phải em không uống được nước cam sao? Em nhầm, cho em nước lọc là được. Này em lạ thế. Ai kia? À đó là My, em gái em. Nó bị tai nạn nên phải đeo mặt nạ. Anh đừng quan tâm đến nó. Chị hai à, cho em xin. Cho cái gì mà đi về nhà đi. Không thấy con đang ngồi nói chuyện với Hải à? Đồ hôi hám. Dạ em biết rồi, em chào anh Hải, em chào chị em về ạ. Sao này em lạ thế? Bình thường em thương My lắm mà. Thôi kệ nó đi anh. Chiếc mặt nạ sao rồi, tốt chứ? Rất tốt, tôi muốn gương mặt của cô gái này. Các người làm được không? Tiền bạc đối với tôi không quan trọng. Được thôi, chúng tôi cần một chút nước mắt của cô ta. Đồ các người cần đây, tôi mong là các người sẽ không làm tôi thất vọng. Thức chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày rất mỏ. Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa. Tao có chứ có sao mày chống tao bằng cách đóng với nhau. Tao không mày đụng cho được tới tao mày thích.